Vân Anh và chị Michelle Phùng Tâm Bảo An xin được trở lại với quý vị khán giả của VNTV. Chào chị Michelle. Chào chị Vân An, chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Michelle lại trở lại trong chương trình của chúng ta. Lần trước thì chị đã chia sẻ những cách làm sao để chúng ta có thể nuôi dạy con của chúng ta một cách thành công. Thì Vân Anh xin giới thiệu lại một lần nữa, chị Michelle Phùng Tâm Bảo An là Self Care Specialist, tức là chị lúc nào cũng muốn chia sẻ, trình bày với chúng ta cách làm sao để chúng ta có thể tự chăm sóc cho bản thân của chúng ta về sức khỏe, về tinh thần, để chúng ta có một cuộc sống khỏe, sống vui. Thì ngày hôm nay chị Michelle muốn giới thiệu với quý vị về một cái chai nước, ở trong đó nó có tất cả những cái chất rau quả trong đó mà nhiều khi chúng ta lười không có ăn. Đúng rồi, Dạ, mời mời chị Michelle. dạ cảm ơn chị Vân Anh. Thì như chị Vân Anh giới thiệu quý vị khán thính giả là Michelle rất là có một cái tâm huyết là làm cái gì đó mình cũng phải lo cho chính cơ thể của mình, về tâm thần, về tinh thần, về tâm lý và cả thể xác, và nó rất là liên hệ với nhau, thưa chị Vân Anh. Và đôi khi mình dễ quạ quạ, ngủ không đủ thì đâu biết chừng là trong cái cơ thể của mình nó thiếu đó. Rồi cũng như mà sau đã chia sẻ quý vị trong quá khứ là đôi khi những cái hoa quả mình ăn không đủ, đi làm bận bịu, cho nên khi mà sau khám phá được cái chai hoa quả này có đầy đủ những cái chất trong đó, nó rất là tiện nghi, cho nên mà sau chị muốn chia sẻ để quý vị hiểu biết thêm. Thứ nhất là mình nên có một cái sự hiểu biết. Để chi? Để mình hiểu cái điều đó, để mình thấy nếu mà nó giúp ích cho mình thì mình thử. Cái gì cũng vậy, mình không thử thì mình làm sao mình biết, phải không chị Vân Anh? Thì tại sao mà sao chọn cái chai này? Nó gọi là Zeal, gọi là Zovida là cái công ty của nó. Tại vì mà sao làm về vấn đề tâm lý thì được biết là cái nhà công ty này họ đã làm một cái third party, có nghĩa là hoàn toàn independent. Họ mướn những cái người nghiên cứu là những người bị một cái số người mà họ thử cái test đó, chị Vân Anh. Thì những người đó có về trầm cảm, có về lo âu, dễ giận, không ngủ được, tức là nói chung ra là cái tinh thần không ổn. Thì mà khi họ uống cái này mỗi ngày 2 chai thì trong vòng 2 tháng thì tất cả những cái triệu chứng mà sao nói từ trầm cảm, lo sợ, dễ nóng giận, không ngủ được, lo lắng, nó giảm đi. Đó, thì khi mà sao hiểu như vậy rồi thì mà sao cũng muốn chia sẻ quý vị và cũng nói rõ là trong đây thì là cái gì. Hoa quả là gì thì chúng ta biết, nói chung ra khi mình ăn hoa quả là nó tốt, đúng không? Nhưng mà có những cái hoa quả khó ăn Đúng mà rồi. phải nó biến thành một cái bột để mình dễ uống. Đó, và cũng như là mà sao hiểu được cái hoa quả trong đây, họ dùng thêm một cái gạo lứt, mà chúng ta biết gạo lứt thì nó rất là tốt. Đặc biệt nói tiếng người Việt Nam mình, gạo lứt ai chúng ta cũng muốn ăn, Đúng rồi. thì nó có gạo lứt trong đây luôn, cho nên nó có được cái rất là nhiều fiber. Thì nó có gạo lứt, nó có tất cả những cái quả mận, rồi nó có những như là nghệ, aloe vera, tức là những cái chất này họ đã đủ well formula để mình chỉ cần bỏ nước vô mình shake mình uống mỗi ngày. Có người thì có thể uống cần một chai là đủ, có thể 2 chai. Nó có tí xíu hột cà phê và trà xanh để chi, để cho mình, đặc biệt là vào buổi sáng mình uống thì mình có một cái tinh thần minh mẫn hơn, có đầy năng lực hơn đó. Để quý vị muốn biết thêm thì mà sau có một cái offer đặc biệt là cho chương trình Của của VNTV nha. VNTV, có nghĩa là mà sau sử dụng nó mà sau thấy có kết quả mà sau muốn chia sẻ quý vị thôi. Nó là một phần mà trong cái cuộc đời của mình, cơ thể của mình, tinh thần của mình muốn làm sao sống mạnh khỏe, sống cho cân bằng. Đó, nếu quý vị cảm thấy gần đây tinh thần mệt mỏi, không ngủ đủ, dễ quạo quọ, dễ buồn, dễ chán, đâu biết chừng có thể là trong cái cơ thể mình nó thiếu sót một cái gì đó, chị Vân Anh. Đúng, cũng nên nhớ là cái này nó không phải là thuốc nha quý vị, cho nên chúng tôi không nói đây là nó chữa bệnh gì hết, nó chỉ giúp cho cái tinh thần mình hay là cơ thể mình thiếu một cái gì đó để nó bù đắp thêm thôi. Có nghĩa là hoa quả dễ trong vấn đề là uống thay vì phải ăn, tốn mất thời gian đó, rồi Mà tốn nhiều kém khi mình hơn. ăn nó cũng không có đủ chất nữa ha mà sao Dạ ha. thưa đúng, Dạ dạ đúng. tại vì cái này họ đã formulate đầy đủ cho mình rồi đó. Chỉ như vậy cho nên ước mong những cái ingredient trong đây thì thật sự nó rất là nhiều. Có những dịp khác Michelle sẽ có cái slide lên quý vị có thể xem để thấy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình này. Ao ước của Michelle là hãy tự lo cho chính mình. Nếu mình không lo cho chính mình không thể lo cho gia đình. Chị Michelle có thể cho biết là quý vị khán thính giả mà muốn có cái sample đó thì mỗi người sẽ được một chai hay như thế nào, và công ty có giới hạn là bao nhiêu người gọi vào thì được không chị, hay là như thế nào? Cảm ơn chị Vân Anh. Thì cái gì nó cũng có thể giới hạn thôi. Đúng rồi. Cho quý vị thử. Thật sự quý vị thử một tháng là tuyệt vời nhất, mà cái giá cũng rất là phải chăng. Nhưng mà Michelle vẫn ao ước là cho quý vị sample như chị Vân Anh hỏi. Thì Michelle sẽ cho 10 người gọi vào ha. Quý vị có thể đến VNTV gọi cho Michelle, rồi Michelle sẽ nói cho chị Vân Anh biết rồi thời gian như thế nào quý vị có thể đến đây pick up cho những ai ở San Diego. Còn những người ở tiểu bang khác, ở thành phố khác thì mà sao gửi, nhưng mà quý vị phải trả tiền shipping. Cái đó thì cũng công bằng và ai cũng biết điều đó hả chị Michelle? Vâng, quý vị gọi vào cho chị Michelle, chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh. Cảm ơn chị Michelle, cảm ơn chị lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào quý vị.